tất tần tật kiến thức cần biết về lão hóa da. Khái niệm lão hóa da. Lão hóa da là hiện tượng da bị lão hóa do các yếu tố tự nhiên hoặc không tự nhiên mà có. Sau khi con người sinh ra, các mô da ngày càng phát triển và các chức năng hoạt động mạnh hơn, khi đến một độ tuổi nhất định sẽ bắt đầu thoái hóa. Quá trình thoái hóa này thường diễn tiến chậm mà mọi người không hề hay biết. Thời kỳ phát triển của các mô da thường kết thúc vào khoảng tuổi 25. Một số người gọi thời kỳ này là khoái mắt. Từ đó, quá trình tăng trưởng và lão hóa diễn ra đồng thời. Các sợi đàn hồi của da dần trở nên dày hơn. Da lão hóa chậm ở độ tuổi sớm từ 40-50. Sự chậm lại là rõ ràng, nhưng mức độ lão hóa khác nhau ở mỗi người. Nguyên nhân gây lão hóa da. Lão hóa da do nhiều yếu tố gây ra, có thể tóm tắt ở 9 khía cạnh. Yếu tố tuổi tác. Lão hóa da thường bắt đầu vào khoảng tuổi 30. Đây là yếu tố duy nhất không thể tránh khỏi, còn các yếu tố khác có thể thay đổi. Yếu tố sức khỏe. Đau khổ từ thận, gan, phụ khoa bệnh như teo mãn tính bệnh, những làn da dễ lão hóa. Yếu tố tinh thần. Sử dụng trí não quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, buồn bực làn da rất dễ bị lão hóa. Yếu tố dinh dưỡng. Do ăn nhai kém, chức năng tiêu hóa yếu, mất cân bằng dinh dưỡng, hoặc thiếu protein và các loại vitamin trong khẩu phần ăn nên da dễ bị lão hóa. Thói quen sinh hoạt. Thức khuya, mệt mỏi và hút thuốc lá quá mức đều có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Thói quen sinh hoạt. Tiếp xúc với nắng, mưa gió, nước biển xâm thực trong thời gian dài, làn da dễ bị lão hóa. Thói quen sinh hoạt. Phụ nữ mãn kinh, nội tiết tố nữ tiết ra, do đó ảnh hưởng đến độ căng mọng và đàn hồi của da. Chăm sóc da không đúng cách. Dùng thuốc không đúng cách. Sử dụng các loại thuốc tân dược hay mỹ phẩm không đúng cách rất dễ khiến da bị lão hóa. Biểu hiện của lão hóa da. Da hình thành nếp nhăn, nếp gấp. Trên trán, các nếp nhăn trở nên dễ nhận thấy như các đường nằm ngang, gây ra khi gương mặt biểu thị cảm xúc. Vùng mắt, nếp nhăn nhỏ và cạn xung quanh mắt và vùng má khi cười. Theo thời gian, các nếp nhăn hằn sâu hơn, đặc biệt là giữa mũi và miệng được gọi là các nếp gấp. Da khô, thiếu sức sống. Da nhăn thường kèm theo khô vì khi da bị nhăn, khả năng phản xạ ánh sáng sẽ kém khiến da hấp thu tia cực tím nhiều hơn, dẫn đến tình trạng khô da. Khi da bị lão hóa, lớp sừng bị tác động dần dần bởi quá trình lão hóa bên trong và các yếu tố bên ngoài khiến chức năng bảo vệ da bị thương tổn. Nó không thể giữ ẩm hiệu quả cho da. Kết quả là da trở nên khô và thô ráp. Quá trình lão hóa làm hư tổn cấu trúc nền, dẫn đến thiếu hụt thành phần proto-glycans có tác dụng dưỡng ẩm nên da ngày càng khô. Da trùng nhão, mất tính đàn hồi. Khi tuổi cao, da sẽ bị mất đi các sợi collagen, elastin, laminin, fibronectin là những mô liên kết tạo bộ khung vững chắc cho da gọi là cấu trúc nền. Khi cấu trúc nền bị hư tổn, da bị trùng xuống, không còn căng mịn, mất tính đàn hồi. Làm thế nào để ngăn ngừa lão hóa thêm? Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hiển thị của các dấu hiệu lão hóa của bạn. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng. Một chế độ ăn uống cân bằng đảm bảo rằng bạn nhận được tất cả các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để tạo ra các tế bào da khỏe mạnh. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ cần thiết cho tất cả các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả làn da của bạn. Ngủ nghỉ đầy đủ sẽ giúp làn da của bạn có thời gian để tự làm mới và tái tạo hàng ngày. Bỏ thuốc lá. Nếu bạn ngừng để da tiếp xúc với các chất độc trong khói thuốc lá, bạn sẽ cho da thời gian để tự phục hồi. Một nghiên cứu cho thấy, những người tham gia bỏ thuốc có làn da trẻ trung hơn sau khi bỏ thuốc. Không để cơ thể bị căng thẳng. Tìm một kỹ thuật giảm căng thẳng phù hợp với bạn và biến nó thành thói quen. Yoga, đi bộ tự nhiên và thiền đều là những cơ chế đối phó lành mạnh đã được chứng minh. Sử dụng kem chống nắng. Thoa kem chống nắng có ít nhất SPF 30 mỗi ngày có thể là điều quan trọng nhất bạn có thể làm để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.